Thưa quý vị, hôm nay 8 tháng 6, hơn 19.900 thí sinh tại 42 điểm thi trên toàn tỉnh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, ghi nhận tại thành phố Tân An. Buổi thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh hệ không chuyên tiếp tục được đảm bảo tốt, không có bất thường về an ninh và sự cố. Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thuận lợi. Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi chọn lớp 10 năm nay vừa sức, có tính phân loại. Các câu hỏi, chủ đề hỏi nằm trong phạm vi kiến thức sách giáo khoa và đã được ôn tập kỹ lưỡng. Sau 2 ngày thi qua 3 môn thi, em thấy đề thi cũng dễ sức với em. Em tự tin trong các kỳ thi này. Trong buổi chiều, các thí sinh dự thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Long An thi thêm một môn chuyên tương ứng với lớp chuyên mà thí sinh đăng ký. Đối với các bài thi môn chuyên gồm môn hóa học, tiếng Anh, sinh học, vật lý, toán, chuyên tin, có thời gian làm bài là 120 phút. Các môn ngữ văn, toán, chuyên toán có thời gian làm bài là 150 phút. Em thi môn chuyên Anh. Đối với em thì cái đề này thì nó vừa sức với em. Và em nghĩ là nó khá là dễ, cũng có thể gọi là dễ. Em thi xong thì em thấy thoải mái, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mà sau 2 ngày thi. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 2 ngày thi, có 178 thí sinh vắng dự thi môn ngữ văn, 183 thí sinh vắng dự thi môn tiếng Anh, 185 thí sinh vắng dự thi môn toán và một thí sinh vi phạm quy chế thi.